Vừa qua, đồn biên phòng Lý Sơn, bộ đội biên phòng Quảng Ngãi cho biết, ngư dân Lý Sơn đã phát hiện lai dắt về bờ một chiếc tàu gỗ, nghi tàu nước ngoài trôi trên vùng biển thuộc đảo Lý Sơn. Trên tàu không có người và ngư cụ khai thác thủy sản. Trước đó, ngày 1 tháng 11, trong lúc hành nghề trên vùng biển cách đảo Lý Sơn khoảng 33 hải lý về hướng đông bắc, tàu cá do ông Nguyễn Mạnh, trú ở thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng, cùng 5 lao động đã phát hiện một tàu vỏ gỗ ghi chữ nước ngoài đang trôi tự do theo hướng bắc nam. Tiếp cận phương tiện này, các người dân phát hiện không có người điều khiển nên lai dắt vào bờ và trình báo cho đồn biên phòng Lý Sơn. Phương tiện có chiều dài khoảng 15m, chiều ngang 3,4m. Đồn biên phòng Lý Sơn đang phối hợp cùng lực lượng chức năng xác minh nguồn gốc, xuất xứ và nguyên nhân trôi dạt của con tàu này, đồng thời báo cáo cấp trên chỉ đạo xử lý.